là nhiều bác thích, nhiều bác xỉ, rất là đặt đặt rất là đông món này luôn. Nên là thành ra để mà bán trên này số lượng rất là ít, mà giá thì giá này càng ít hơn cho em nhá. Thế đúng 3 phút thôi ạ, 3 phút chưa kịp vào bán rồi đặt tiền nha. À, chị Huyền Bùi là giấy 3K chuẩn luôn, giấy rẻ lắm. Chị Ngọc dễ thương bảo là giấy. Sao các bác lộn đấy nhỉ? Bác Ngọc dễ thương dạ đúng rồi, đây là giấy ăn nhà em nhá. Đây là con giấy ăn nhà em, giấy ăn. Comment giấy mua với cả gói. Gói. Là sao ạ? Em hay là các không chị hiểu ơi, sao? Đúng rồi, các hay là mình bị ẩn hay như thế nào mà bây giờ em đọc được đúng một vài từ như này là em cũng không biết là mình muốn hỏi gì để em trả lời. Thế giờ nhá, thế thì bây giờ em đọc được đúng là giấy mua gói. Gì đấy nhở, không đọc không trả lời comment của khách hàng. Thôi các chị ơi, bây giờ bình luận rất là nhiều luôn ý. Nên mọi người bình luận lại cho em thì em nhìn thấy bình luận mọi người nhá. Nên em vừa thấy có lẽ 3 chị lại vừa chốt rồi. Rồi chúc mừng 3 chị vừa chốt được nhá. Và em cứ lưu ý này, mọi người muốn săn giá hơi giá rẻ nhà em là phải nhấn cho em vào nút follow đi ạ. Là giảm thêm 5.000 đây là về cho em có 109k thôi. Chị Huyền Bùi đang bảo là giấy 3k là sao ạ? Tiêu chuẩn 4k chứ đúng không ạ? Dạ tiêu chuẩn nhà em là 4k. Đúng rồi mọi người ơi, tiêu chuẩn là tiêu chuẩn 4k. Là không hình quang, không hương liệu, không chất tẩy trắng và không ô nhiễm môi trường luôn nhá. Chị Ngọc dễ thương bảo 129k này. 129k. Chắc là mình mất mấy nghìn tiền ship đúng không? Rất nhiều chị trong này đang được phỏng ship các chị ơi. Đúng rồi nhà em, lưu ý với mọi người nhất là em đang ghim link kho Hồ Chí Minh, tức là link kho ở miền Nam nhà em. Bác nào đang ở khu vực gì, khu vực miền Bắc thì phải đặt cho em mã sản phẩm số 8 nhé. Và chị Moni đang bảo là mình có tài khoản Top Giao Hồ Chí Minh nào khác không ạ? Dạ không. Dạ không, nhà em like đúng ở đây thôi. Có một cái nhưng mà cái đấy là mới lập thôi. À mọi người ơi, em bảo này mọi người nên mua tại cửa hàng dạ. Hiện tại mọi người cứ check cho em nhé, là nhà em đây. Nhà em hiện tại đang là hơn 30k follow, là mọi người cứ đặt cho em ở đây nhá. Rồi chị Cẩm Như bảo là loại này to hay nhỏ? Dạ đây là size to nhá. Thôi quất luôn cho em size to đi, size to bây giờ em vừa ghim có 20 chị đặt được rồi. Vừa ghim có 20 chị vừa đặt hàng xong tức thì. À chị Bunny đang bảo là có một tài khoản Tốt Sao Hồ Chí Minh mà giá 155k mã số 3 mà em sợ pha kè. Thì nếu sợ mình đặt cho em ngay tại phiên line này luôn. Đúng rồi, mình đặt tại phiên line này luôn nhá. Riêng nhà em thì đây này mọi người cứ nhìn cho em nhá, không phải là tài khoản nào mà cũng ấy được đâu, mọi người check cho em đây này. Đấy, với lượng follow như này làm sao mà là gì nhỉ? Nick ấy được. Không phải được luôn. Rồi chị Phương bảo 114k sao mua vào 135k. Mình bị mất ship ạ. À? Đúng rồi, chắc là mình bị mất ship thôi chứ. Dạ. Còn nếu mà bác nào mà gom đơn cho em nhá hoặc là đặt đúng link kho cho em là sẽ được miễn phí ship rồi. Mình bình luận cho em khu vực 25.000 tiền ship. Chị Thu Phương đang bảo là 25.000 tiền ship, thế thì mình gom cho em đơn trên 150.000 được không ạ? Chị ơi, bây giờ những chị nào bị mất ship này thì mình gom đơn cho em trên 150.000 hoặc trên 125.000, nghĩa là mình mua thêm một cái sản phẩm phụ em nhá. Mua thêm một sản phẩm phụ em là sẽ đúng rồi. Để đơn của mình trên 150.000 sẽ đủ điều kiện được miễn phí ship nhá. Miễn phí ship hoàn toàn nên là chị Thu Phương cứ yên tâm, mình gom cho em đơn đi. Thay vì mình mất phí ship thì mình có thêm cái túi rác về sử dụng đúng không ạ? Chị bà bảo là loại này là cùng loại với giấy nhỏ luôn hả shop? Mọi người về chất liệu thì nó sẽ xem về giấy nhỏ mọi người nhá. Tất cả đều là hàng một gỗ nguyên chất và có tiêu chuẩn 4K đóng ngay hàng một lớp cho mọi người, mọi người yên tâm nhá. Riêng dòng size to thì hôm nay mọi người lên size luôn đi. Bởi vì giấy size to mẹ rẻ hơn cả giấy size nhỏ. Rẻ hơn cả giấy size nhỏ hàng ngày em bán. Mã TikTok quá đỉnh luôn, thực sự là cảm ơn TikTok nhá. Cảm ơn TikTok rất là nhiều vai cho nhà em. Hiện tại là được gói con giá này là do TikTok đang trợ giá cho nhà em, trợ độc quyền cho nhà em, riêng nhà em thôi mọi người lưu ý nhá. Chứ không phải là toàn sàn đâu. Nên là mọi người cứ check dạ, chị bà bảo là xem loại giấy to nha. Dạ ok, giấy này là giấy size to và em đang ghim link kho là giấy size to đấy ạ. Đấy nhá. Link em đang ghim là dành cho mã size to nha các chị ơi. Đây, dòng size to bản lớn thiết kế dạng hộp vuông đây các chị ơi. Một gỗ nguyên chất 100% nhá. Mọi người cứ yên tâm cho em về chất lượng giấy trước hết này. Đó và ngoài ra nhà em có cam kết có tiêu chuẩn là 4K nhá. Không hình quang, không hương liệu, không chất tẩy trắng và không ô nhiễm môi trường. Đó, tiêu chuẩn 4K đây là có nhiều chị sẽ không biết cả 4K là gì. Thế là em được giới thiệu sơ cho mọi người nhá. Là 4 phút nữa là hết hạ, lấy hết mã rồi này. 4 phút cuối cùng nhá, hết mã cho em đấy ạ. Và 3, 2, 1 lên deal, 2, 1 mua ngay cho em nhá. Đấy, bác nào mà mua hàng nhà em thì trước tiên là nhấn cho em vào nút follow đi ạ. Follow giảm cho em thêm mấy k nữa ạ. 5k nhá. Rồi, rồi. Đấy, quá trời các bác đang nhấn mua đây này mọi người. Là follow nhà em trước khi mua đi, giảm thêm 5.000, rẻ cực kỳ luôn. 109k tụi to 20 gói. Bác Dung Lê bảo combo 30 gói có 101k thôi à. Sốc chuẩn luôn nhá. Giá chị nào chị Dung Lê đúng không ạ? Đúng rồi. Giá cả hàng luôn nhà ơi. Thế thùng nhỏ hay thùng to ngay nhá. Hôm nay là sốc. Giá bán chúc mừng người đã. Hôm nay là siêu siêu sốc. Chúc mừng người đã vừa chốt đơn thành công cho em nhé mọi người ơi. Trong cái lúc em đang nói đây là vừa có
được đơn hàng rồi thì quay lại bình luận cho em là đã mua và đã săn đi nhá, để nhà em hỗ trợ đi đơn sớm và mọi người yên tâm là hiện tại là cái voucher này là nhà em chỉ còn mấy phút nữa thôi, là bác nào nhanh tay thì được ạ. Nhanh tay thì săn được cho em con giá hời này nhá. Nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết nhá. Là giá cao hơn đấy ạ. Đấy, bác nào muốn chốt size to thì chốt liền cho em đi ạ. Làm sao? Buồn cười quá. Nhanh tay nhá người nhá. Bác nào muốn chốt size to thì chốt liền cho em đi. 3 phút nữa qua mã rồi nhá. 3 phút cuối cùng. Trời ơi, trời ơi, chị Dung Lê. Chị Dung Lê sang combo 30 đó có 101k. Dã man sợ luôn. Dã cả man. Mọi người ơi, 3 phút nữa qua mã cho em đi chị ơi. Không để lâu nữa rồi. Đúng rồi. Nhá. 3 phút. À, chị Dung Lê là ôi combo 46 có 161k. Chuẩn luôn chị ơi. Đấy, chưa bao giờ chị nhìn thấy con giá này của nhà em đúng không? Combo nào cũng rẻ quá trời, chuẩn luôn chị ơi. Hôm nay mà không săn của nhà em là quá tiếc này. Bởi vì sao? Hôm nay mới được trợ giá. Và hôm nay nhá, nhà em được cái voucher trợ giá độc quyền của TikTok Shop là dành riêng cho nhà em. Nên là mọi người cứ yên tâm là săn nhà em mới được giá hời, giá rẻ. Giảm sâu, follow, giảm tiếp cho em, giảm thêm 5.000 khi follow nhá. 4-5 đang nhấn mua đây này, mọi người có kịp săn cho em không ạ? Nhấn ngay cho em vào nút mua nhé, nhấn mua cho em là có đơn. Và mọi người lưu ý này, bác nào mua hàng mà thấy phí ship cao thì bình luận xuống đây để nhà em hỗ trợ nhá. Đừng để mất ship trong live nhà em hôm nay. Giá đã rẻ, giá đã hời rồi đúng không ạ? Mà mất ship tự dưng thành cao là không được. Chính xác, bây giờ em hy vọng là mọi người là sao comment cho em để mọi người mất ship nhá. Mất ship comment em hỗ trợ người được phần ship. Và em sẽ để mã này thêm đúng 2 phút cuối cùng cho chị nào nhanh tay cho đơn. Nhớ 2 phút cuối cùng hoàn tất đơn hàng. À, chị Thanh Thảo bảo là 46 túi vẫn 173k bạn ạ. Dạ mình 6 gói là còn 161 thôi các chị ơi. 161 thôi. Chị Thu Hiền bảo là ship cao quá chị. Dạ mình đang mất bao nhiêu tiền ship thì mình bình luận xuống cho em nhé chị Hiền nhá. Bình luận lại cho em xem mình được mất bao nhiêu ca ship để em hỗ trợ cho mình ạ. Cả nhà ơi, chị đang mất ship bình luận cho em. Đúng rồi. 114k chưa đủ điều kiện được for ship đúng không? Thì mọi người gom đơn cho em. À chị Bánh Bèo đồ này đã mua thùng 30 gói nhá. Thu Hiền bảo là sau nhấp vô vẫn 135k. Mình kiểm tra xem ở cái phần mà đơn hàng mình phải thanh toán là bao nhiêu nhá. Em nhấp vô mọi người nhá, em nhấp vào thì vẫn là 114k các chị ạ. Ôi dồi ôi, nhanh tay mà chốt đi. Dã man sử cái mã này. Mã này là best seller hôm nay luôn đấy. À chị Thu Hiền tận 70.000 tiền ship là chị không có mã rồi. Không có mã. Đúng rồi. Là đặt sai link kho vì ship cũng khá cao. Là em đang ghi trên màn hình là link kho ở khu vực miền Nam nhá. Bác nào khu vực miền Bắc hay là mình đang ở khu vực miền Bắc thì mình để ý cho em là thứ nhất là mình đặt lại cho em mã sản phẩm số 7. Chính xác, số 6 là link kho Hà Nội nhà em nhá. Và ngoài ra bà con cho em đơn trên 150.000 chị nhá. Gom đơn cho em nữa nhá cả nhà ơi. Mình mua hàng mình thấy phí ship cao mình cứ bảo em nhá. Thì bây giờ hiện tại là lúc này đang là 114k, nó chưa đủ điều kiện được for ship. Thì mình chỉ cần gom thêm cho em túi rác này thôi. Mọi người thử mua như em đang hướng dẫn đi. Mọi người thử mua đi, cứ for ship ạ. Mọi người thử mua thêm. Đúng rồi. Gọi là bây giờ mình chưa 114k thì là còn có cho em 5.000 gói thôi. Trời ơi, rẻ quá trời, rẻ luôn. 5.000 bên ngoài là bao nhiêu? 15.000, 20.000 là rẻ bằng 1/3, 1/4. Quá trời luôn, giá cả ma luôn nhá. Mọi người nếu mà muốn gom túi rác nhá, nhấn cho em vào giỏ hàng nhà em đây này. Mọi người có thể gom cho em thêm làm gì ạ? Thêm khăn mặt khô nhá, khăn lau đa năng nhá, giấy vệ sinh hay là túi rác cũng được. Mọi người gọi là nhặt thêm một vài sản phẩm. Thay vì mất ship thì mình làm sao? Mình không biết luôn. Quá trời, các bác đã săn được luôn này. Em bảo là em chưa kịp nói thì em cứ đứng đây em. Trời ơi, bây giờ mà với chiến thắng tất cả mọi thứ, với tốc độ mà các bác đặt hàng như thế này thì khoảng 5 phút nữa là hết mã liền đấy. À chị Hồng Phương Anh bảo là chị mới lỡ đặt mua em x đơn dùng chị á. Dạ vâng, được. Dạ ok chị ơi, chị đặt lại cho em đi. Đấy, nếu mà đơn hàng của mình chưa được gọi là gì nhỉ, giá trị mình mong muốn ấy, hay là chưa được làm sao được for ship thì mình có thể đặt lại cho em, yên tâm nhá. Em đang hơi buồn cười vì là đúng thật sự là vừa miệng uống hụt nước xong là bác chốt luôn được 10 thùng. Giá rẻ quá nên nhanh tay mà chốt cho mọi người nhá. Nhanh tay cho đơn ngay cho em đi ạ. 114k for ship. Không mất một lượng tiền ship nào bao nhiêu của nhóc chị đáng có ship thì bảo em luôn. Mã này chắc là em sẽ để cho chị xăm nốt không là tí nào mọi người quay lại. À chị bảo bảo là đã đặt rồi đấy ạ. Không, chị bảo bảo đấy. Đơn của chị bảo bảo là hứa cho đi sớm nhá. Chặn luôn rồi. Đúng rồi. Em bảo này chị nào mà bắt em vừa lỡ bắt được nhầm thì ok. Mình có thể đi được. Nhưng mà em luôn nhá. Một xíu nó không ít được đâu. À rồi chị Hồng Anh, chị Hồng Phương Anh bảo là tại chị đặt rồi em bỏ đi, chị mới mua hôm bữa.